chè khuya bé cho nên chị tu tu một sái chè thea sái bao chẳng phải nhớ rồi tôi xong lúc đó thì mình thi cậu nó chè bé ở ý nhà tôi sái bao nhớ rồi nó thay thế nó tài liệu xong rồi cô giáo à ý xong thế vì tiền không thấy nó chẳng chẳng hạn như cứ nói như chè nó nấu bé cho nên